Lý Thường Kiệt, một trong 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam, là một người cầm tinh con dê. Ông sinh năm 1019. Ngồi im đợi giặc, chi bằng đem quân đi trước để chặn thế mạnh của giặc. Tư tưởng quân sự độc đáo, tiên phát chế nhân của Lý Thường Kiệt được coi là một nghệ thuật phòng thủ sáng tạo và chủ động, khoét sâu nhược điểm của địch và đẩy địch vào thế chiến đấu bằng sở đoản. Lý Thường Kiệt còn là người có tài ngoại giao và đặc biệt yêu thích văn chương. Cuộc đời ông gắn liền với bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà, một bài thơ mà nghìn đời nay người Việt Nam vẫn khắc cốt ghi tâm. Hai cái mặt rất đối lập nhau lại có trong một con người. Dũng mãnh, hiền hòa, trong cái vai là cái người trị quốc. Ông lại là cái người mà lại yêu thơ văn. Thì đấy là cái tính cách mà nó rất lạ ở trong một con người. Nó vừa là uyển chuyển, nó vừa là nhân văn, nhưng đồng thời nó vừa là quyết liệt đấy, mà quả cảm của một người tướng quân sự. Có một sự tình cờ khó lý giải khi những người sinh năm dê luôn có duyên với những sự đổi mới mang tính cách mạng. Cố Tổng Bí thư Trường Chinh cũng là một người cầm tinh con dê. Ông sinh năm 1907. Ông được coi là con người của những bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ 20. Khi nói về Cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: Bác Hồ là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng đề ra đường lối cụ thể, chỉ đạo cụ thể về lý luận với cuốn Kháng chiến nhất định thắng lợi là do anh Trường Chinh. Còn Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khẳng định: Trường Chinh là Tổng Bí thư của đổi mới. Tinh thần đổi mới ấy tác động lên tất cả những con người may mắn được gặp gỡ và làm việc với Cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Cụ tặng tôi một cái cuốn sách, nhưng mà cụ dở cuốn sách đó ra, cụ nói rằng là cái cuốn sách này đấy thì nó có cái ưu điểm này, nó có cái khuyết điểm như thế này. Cụ hướng dẫn cho tôi một cái cách đọc và cái cách hiểu vấn đề. Tôi biết rằng là lúc đó đấy là cụ đang chủ trì một cái cuộc họp ở chỗ số 3 Nguyễn Cảnh Trân ấy, trong gia đình ấy. Nhưng mà cụ đã xin phép là cụ ấy để nói chuyện, tranh thủ cái lúc giải lao để cụ nói chuyện với chúng tôi khoảng nửa tiếng. Thế nhưng mà trong nửa tiếng đấy mà có thể nói rằng là tôi nghĩ rằng là cái cuộc đời đi học của tôi có lẽ là cũng có lẽ đấy là những cái giờ phút mà tôi học được nhiều nhất. Những người sinh năm dê thường có vóc dáng bé nhỏ, nhưng lại là những người có khí chất dũng mãnh, đúng như cách nói vui về hình ảnh con dê, nhỏ bé nhưng lại có sừng. Đại thi hào Nguyễn Khuyến là một người cầm tinh con dê. Ông là người thông minh, tài giỏi, học rộng, đỗ đạt cao, nhưng cuộc đời ông cũng đầy thăng trầm. Tuy vậy, Nguyễn Khuyến là một người có nhân cách đẹp và phẩm chất trong sạch. Ông vốn nổi tiếng thanh liêm, chính trực, có tấm lòng rộng mở, giàu cảm xúc trước cuộc sống và gắn bó với thiên nhiên. Để giữ gìn nhân cách của mình, ông đã từ quan về ở ẩn khi không thể thay đổi được thời cuộc, không thể hoàn thành trách nhiệm với đất nước. Con người như Nguyễn Khuyến ấy, là con người trước tất cả mọi tình huống của đời sống, ta gọi là tình huống có vấn đề, thì ông đều suy nghĩ, cân nhắc và cố gắng lựa chọn cái gì nó không cực đoan, nhưng mà nó phù hợp với cái nhân cách tri thức và cái sự lương thiện tri thức của mình. Cái đó có thể nói rằng là một trong bài học, đối với cá nhân tôi chẳng hạn, là một trong những bài học thấm thiết nhất. Trong lịch sử Việt Nam còn ghi nhận nhiều người cầm tinh con dê như Lý Nam Đế, Ngô Quyền, Tôn Thất Thuyết, Trần Bình Trọng, Tăng Bạt Hổ, Trần Quý Cáp, Lê Duẩn, Phan Đình Phùng, Bế Văn Đàn, Thế Lữ hay Nguyễn Bính. Trên thế giới, những người cầm tinh con dê rất nổi tiếng còn có Bill Gates, Steve Jobs, Philip Kotler. Dù rằng để thành công và ghi danh vào lịch sử còn rất nhiều yếu tố khác, song những sự trùng hợp đến ngẫu nhiên của những con người gắn liền với sự đổi mới mang tính cách mạng này cũng là một sự thú vị không ngờ của lịch sử.